Câu chuyện bây giờ kết thúc có hậu rồi. Tụi không, tụi ít coi phim nhiều tập lắm đúng không? Là phim tới một cái đoạn đẹp là nên kết thúc, hiểu không? Để mà nó còn hay. Chúng ta chuyển qua cái mạch truyện khác, Giấu có tên một trung chút thủ không drama, thể có một đâu. chút gọi là Đội plot Morgan cân cai twist lại, này nọ các cân thứ. pi cân pai cân đi lai, đội hình này dư Bây sức giờ để vô đánh địch xong rồi Liverpool. lại đánh hạnh phúc bên nhau suốt đời à? Gu gì nhạt vậy? Mình nhớ là rất là nhiều bạn bây giờ gu các bạn mặn lắm, mà các bạn thích ngược, các bạn thích NTR, các bạn thích rất là nhiều thể loại khác, mà tại sao là bây giờ lại fan Tiêu Anh lại gu nhạt như vậy? 50.000 đồng, vài Là vì trăm hạnh nghìn phúc đồng bên nhau suốt đời thì để coi làm tạm cái dừng gì? mà hết hạn. Các team Nó khác có có tí nhu cầu hay không? mâu thuẫn một tí chứ. Delay lại lao vào tìm kiếm Puma Yuzi. Puma vẫn Genji lên ngôi vô địch. Hồi chiều sau khi trận đấu nó kết thúc, sau khi trận đấu kết thúc, trên đường mình đi xe về. Cảm ơn em nha, cảm ơn mọi người đã đồng hành. Vâng, Harry FT nha. Harry Potter xong rồi Harry FT, lắm Harry thế. Mình có suy nghĩ là thề mà chiều nay, tại vì các bạn phải biết là ở ở tại cái nhà thi đấu Rạch Miễu Viêm Bạc Ti, thực ra chính xác nó là gọi là hội offline fan T1 ở Sài Gòn, chứ nó chẳng có fan nào khác ở đây cả. Mình mới nghĩ là thề nếu như mấy thằng Genji mà nó đánh được cái nhánh trên mà nó vô được cái trận chung kết đó, mà có khoảng chừng một phần góc khán đài đó mà fan Genji coi cái trận chung kết này, con nó phải hay không biết bao nhiêu, nó phải hấp dẫn, con nó căng thẳng không, bảo vệ đứng dàn hàng ngang ra giữa hai bên không. À, mấy thằng ngu Genji rồi bị thua sao mà láp không. Đúng không, thử tưởng tượng chặn đứng T1 trước trận chung kết, sừng sững bên kia Genji, mình chỉ cần khoảng chừng 50 thằng gen con mà ngay góc khán đài thôi. Là sức nóng mà nó khủng khiếp đến mức nào, không, mình không cần biết kết quả, là mình không cần biết là Genji hay T1 thắng luôn, trận đấu mà nó nóng bỏng đến mức nào à. Vẽ đâu cái kịch bản đẹp như vậy, mấy thằng kinh, còn trận hồi chiều thì chắc là không còn gì phải nói nữa, khi một đội mà cả 5 người cùng đánh tốt gì để nói nữa đâu. Ăn nhiệt tạc nha. Không còn gì, nói chung là cái câu chuyện bây giờ chỉ còn là T1 có mình. Mình nói này ra mấy anh em tay con đừng buồn mình nha, mình đang cầu trời khấn Phật, cầu cho nó rã đội hình, cầu cho nó rã đội hình. Tại vì cái đội hình này mà đánh tiếp nó mạnh lắm anh em. Đội hình này nó mạnh lắm, mấy thằng Genji, Genji chắc chắn là toang rồi. Cảm ơn em nha. Genji chắc chắn là toang rồi, thì lấy ai cản? Genji đi rồi, Genji đi rồi, Genji chắc chắn là đi rồi. Mình, các bạn cá giữa mình là Genji chắc chắn là không không phải là năm thằng này của năm 2023 đánh năm 2024 đâu. Genji chắc chắn đi rồi. Cho nên là kiểu như là không còn gọi là ở nhà cũng không còn bố nữa, thì ai cản tụi nó nữa, đánh coi dịp giải một đội chán lắm, không được đâu. Nam mô, nam mô. Đã đội hình, đã đội hình. Anh em anti hãy cùng lưu cầu nguyện chứ không thôi là năm sau mấy tay con nó khụ, nó ỉa vào đầu luôn. Đội hình này bây giờ nó mạnh lắm anh em. Thằng Genji không cản, nó không rã đội hình không cản được là chết á. Gundam nha. Anh có còn mana không? Bây giờ nó, bây giờ là mình cầu cái gì nó ra đúng cái đó, mình nói gì ra đúng cái đó nhiều lắm anh em. Cho nên là mình hy vọng là bây giờ pháp lực của mình vẫn đang còn, đúng không? Đợt chung kết thế giới này ai là người vẽ ra cho các bạn trận chung kết Weibo và T1? Đầu tiên sau khi MV God ra chính là Lu. Nên trong thời gian này khi mà pháp lực còn hiệu nghiệm, tất cả sức bình sinh dồn hết
nguyên khí còn sót lại. Giờ nó khỏe lắm, chơi được đâu. Jin Dong cũng tan rồi, Jin Dong cũng tan, Genji cũng tan. DK thì vô chế độ xây dựng lại. KT thì là một con mồi quen thuộc, khó lắm. Để vì một eSports Liên Minh Huyền Thoại cân bằng hơn vào năm 2024 thì Hoành phải hy sinh. Chứ mà năm sau là ít nhất là cũng 4 cái chung kết nữa. Các bạn phải biết là ngày hôm nay cái nào để chia sẻ cái offline ngày hôm nay. Ngày hôm nay có 3 bạn mang merchandise Genji vô. Đúng là 3 bạn thật là ngạo nghễ. 2 bạn mặc áo và 1 bạn đem một cái khăn Genji. Nhưng mà cái bạn mà đem khăn Genji là bạn editor của kênh mình. Mà bạn trà trộn đó, bạn đem khăn Genji nhưng mặc áo T1. Cái bạn mà viết cái bài Faker trỗi dậy Hoàng Lăng đó, đem cái khăn Genji vô nhưng mặc áo T1. Hỏi em sao em mặc cái áo này kỳ vậy, em phải trà trộn anh ơi. Là mặc một cái áo T1 nhưng lại đem cái khăn Genji. Nhưng mà có hai bạn cực kỳ mạnh mẽ, mình rất là tôn trọng hai bạn. Chiều nay mình gặp là hai bạn ở tại Rạch Miễu là mặc áo Genji đi vô ngạo nghễ coi trận này. Ác ôn thì đi rất là ngạo nghễ vô luôn. Các bạn nhớ tên nha. Rồi bây giờ cái đội này nó đánh chung với nhau 2 năm 2022 và 2023. Một đội chuyên nghiệp top tier thì người ta có thể tham gia tổng cộng là 4 trận chung kết của một năm, bao gồm là 2 trận chung kết quốc nội và 2 trận chung kết quốc tế. Tức là tối đa sẽ có 8 trận chung kết để nó có thể tham gia. Thì cái đội này nó đã vô tới 7 trận chung kết trong 2 năm vừa qua. Tức là nó quá mạnh và nó quá ổn định. 7 trên tổng số 8 trận chung kết trong vòng 2 năm là con số mà chưa từng có một tổ chức, một đội nào có thể làm được cả. Nó chứng minh là cái đội này nó quá mạnh và nó quá ổn định. Trong đó thì có một cái chức vô địch và 2 cái chức vô địch và 5 cái bánh xe bò. Bỏ qua 5 cái bánh xe bò đó thì 2 chức vô địch và 7 cái lần vô chung kết thì nó vẫn là quá nhiều. Nó vẫn là quá áp đảo, nó vẫn là quá nhiều. Cho nên là và nó đã thể hiện rằng từ cái việc mà năm 2022 qua năm 2023 mà nó vô địch năm nay thì nó chứng minh là cái tâm lý, cái vấn đề của nó là vấn đề tâm lý đã giải quyết được rồi. Tức là khả năng thì không cần phải bàn nữa, và nó cũng đã giải quyết xong cái vấn đề về mặt tâm lý rồi. Tức là tâm thế bây giờ của nó quá tốt. Bây giờ thật ra gọi là cái vướng duy nhất của nó, cái vướng duy nhất của cái đội hình T1 này là làm sao giải quyết được bài toán Genji. Làm sao mà giải quyết được bài toán Genji. Nhưng rất là may mắn Genji không cần giải quyết nữa. Genji tự giải tự hủy. Khi mà Genji bây giờ 99% hoặc 99% 100% là Genji đã tan tạ cái đội hình này, thì Genji sẽ không giữ đội hình này nữa. Thế bây giờ ai cản bây giờ? Siêu chiến đội mạnh nhất mọi thời đại của LPL, Jin Dong cũng đã bị nắc 3-1. 4 đội mạnh nhất của LPL năm vừa rồi thì nắc liên tục từ thằng này qua thằng khác, 4 thằng đủ hết. Thì lấy ai cản nữa. Cho nên là vì một nền liên minh huyền thoại công bằng hơn, đúng không, cân bằng hơn vào năm 2024, mình sẽ không nói ra nhưng mình sẽ niệm, để lưu niệm. Trong khi pháp lực còn đang hiệu nghiệm, dạo này nói đâu trúng đó, để lưu niệm, anh em tin luôn. Năm 760 nha. Ui rồi thôi, tay con viên mãn rồi, Faker 4 cúp và cái đội hình này có cúp rồi. Bây giờ cho tụi nó ra các đội khác nhau đi rồi tụi nó đấm nhau cho nó vui không? Đúng không? Thôi trách kìa, một thằng bây giờ 5 thằng cùng thua Grip với lại. Đừng có tham lam quá, đúng không? Người ta nói làm sao? Để mình bây giờ mình chỉ là mấy tay con nè. Cái này có một mình nghĩ là áp dụng cho chỗ này nó cũng không lệch lắm. Tham thì thâm mà đa dâm thì hại thận. Là do cái đợt 2015-2016 đó SKT đã quá tham lam. Ăn liền 2 năm liên tục 2 cái cúp thế giới. Và sau đó hậu quả là gì? 6 năm hại thận. Hiểu chưa? Tụi bay mà tham á là ráng rướng năm sau nó là tụi bay chấp nhận thêm 6-7 năm hại thận nữa đó.
nghe chưa? Cảnh cáo trước cho tụi bay. Nếu mà giữ đội hình này thì chắc chắn là có cúp tiếp rồi chứ ai cản tụi nó. Cảm ơn anh em nha. Cho nên là bây giờ đội nào đang cần top ta? Super Team Hanwha Sport cũng cần top ngon đúng không? Super Team Hanwha về top mà để King Gen đánh thì nó cũng hơi lủng lủng đúng không? Đợt mùa xuân 2022 thì mình cũng đợt đó mình cũng nói với các bạn rồi còn gì. Đợt đó tại sao là trước khi giải đánh thì mình cũng đã dự đoán T1 vô địch mùa xuân 2022, lý do là gì? Lý do là đó là cái năm mà T1 là đội có cái số lượng thay đổi ít nhất. Và lúc nào cái đội mà có cái thay đổi ít nhất cũng là đội có lợi nhất, ít nhất là giai đoạn mùa xuân. Cho nên nếu như cái đội hình này của T1 nó giữ xong mà toàn bộ các đội khác rebuild trong giai đoạn mùa xuân thì chắc chắn là mùa xuân là không ai cản được. Để cái đó qua ngày mai nha, ngày mai ngày mốt gì đó nha. Hôm nay tập trung cho nói cái chung kết thế giới hôm nay. Anh coi từ cách đây mấy ngày. Không, miễn nghĩa vụ rồi còn 2 năm hoạt động rồi. Cho nên là không nói thiệt, cái này là thôi cái, nếu mà mình cái, chắc chắn là các bạn fan T1 thì muốn giữ cái đội hình này nó khỏe quá. Thì các bạn muốn giữ là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà mình tư cách mình luôn luôn là fan trung lập. Mà fan trung lập thì mà các bạn thấy không, mình là người rất là liêm khiết đúng không? Bây giờ T1 mà thắng mà làm content bú view thì chả phải là nhiều view hay sao? Nhưng mình đâu có thích như vậy. Mình biết chắc chắn là nếu như cái đội hình này nó mà giữ là cái năm 2024 là eSports Liên Minh Huyền Thoại nó rất là unhealthy, rất là toxic. Tại vì khó mà cản được nó lắm. Phải không? Mình không muốn một cái khó lắm thì mình. Mình thiệt nói thiệt là nếu mà đội hình này giữ nguyên thì mình nghĩ là năm 2024 là không cản được tụi nó đâu. Thật sự là không cản được. Anh mới hỏi bên WeScan Yumi ơi. Bên WeScan thì họ cái hệ thống của họ là không có chức năng refund Yumi. Họ mới gửi cho anh một cái email dài dằng dặc, họ kêu là rất tiếc, gửi anh Huỳnh Hải Hoàng Lương, rất tiếc là WeScan từ lúc thiết kế tới giờ không hề có chức năng refund. Mọi cái khoản donate mà fan của anh gửi cho anh thì nó đều nằm trong đó và không có cách nào có thể chuyển qua cả. Rất mong anh thông cảm vì sự bất tiện này. Email bên WeScan mới gửi. Để tự anh giải quyết cho Dung đi. Tụi bay cứ luôn luôn là người ta nói nhưng mà không có lấy hết ý. Mà cứ hả cắt cái chỗ nào mà cảm thấy tụi bay để mà tụi bay bắt bẻ là ông này nói gì ra cái ngược lại. Người ta đã nói rất là rõ và kỹ càng là Weibo cần phải cấm chọn cho đờ sai có kèo trên. Hiểu tiếng Việt không? Thằng nó ép trái ca mày hiểu tiếng Việt không? Rồi mày nhìn vô cái trận đấu này mày có một ván nào mà Weibo bích được cho đờ sai kèo trên không? Có không? Có cái ván nào đờ sai được cầm kèo trên không? Toàn phải bích trước để cho mấy thằng bot nó đỡ chết. Ôi mà giấu tên nha. Cúm núm là sao? Tụi cúm núm nghe nó hơi sai sai. Em xem lại phần nhận xét đánh giá tự vận của em nha. Cảm ơn nha. Giấu tên. Cơ đó, điều kiện mình nói rất rõ luôn. Điều kiện thắng của Weibo là gì? Là phải làm sao bằng mọi cách cho đờ sai có được kèo ngon. Nhưng đờ sai cứ phải chọn trước thì kèo ngon đâu ra? Toàn phải chọn trước không thì kèo ngon đâu ra? Kèo Canen với Atrox, các bạn có chắc là kèo Canen trên không? Kèo đó là kèo đó, mình bỏ qua câu chuyện rừng lên đi nha, mình cũng không chắc là con Canen là kèo trên đâu. Vấn đề là tại Weibo nó không có giải pháp cho cặp bot luôn. Cặp bot các bạn thấy không? Cặp bot bích sau vẫn thua. Tại vì cặp bot nó bị lệch trình quá, cho nên là cặp bot bích sau vẫn thua, cho nên là Weibo nó chẳng thể nào mà nó có thể đưa cho đời sai chọn cuối được cả. Đánh tới đâu thua tới đó thì nói chung là làm sao mà nổi. Thì tại vì nó lệch quá đi, về cơ bản thì nó quá lệch rồi, cho nên là không có cách nào, đâu phải tự nhiên mà mình dự đoán 3-0 đâu. Mình dự đoán 3-0 là nếu mà đời sai bích được kèo ngon thêm chút xíu thì T1 3-0 cho T1, nhưng mà lâu hơn xíu. Tại vì làm sao gánh nổi? Bot, trình độ của cặp bot trận chung kết này nó ở hai thế giới các bạn biết không? Trong số
trong số 4 đội vào tứ kết, vào bán kết. Thì cặp bot của Weibo là cặp bot yếu nhất. Bot nó gáp gọi là không thi đấu trong cùng một đẳng cấp. Oh Yume nha. Để chút xíu anh. Ủa, à, cảm ơn em. Bot của hai bên mà nó không thi đấu ở cùng một đẳng cấp thì làm mình bị sai nào gánh nổi. Lệch nhất là cái bot. Lệch nhất là cái bot. Ngày hôm nay thì thật ra là vị trí nào cũng lệch thôi, nhưng mà lệch nhất cái bot nó khoảng cách nó xa quá. Cách nó xa quá đi, cho nên là không có cách nào hết. Thì bởi vậy đâu phải tự nhiên mà 3-0. Ờ Yumi nha. Giọng này là mùa chung kết thế giới này Yumi là ăn hơi đậm nha. Yumi ăn đậm đó, cảm ơn Yumi vì đã lại quả cho những cái tư vấn của anh. Cảm ơn Yumi. Kèo này kèo lệch quá anh em, kèo trời ơi, cái kèo này làm sao mới cửa nào cho Weibo. Kèo này nói từ hôm qua là kèo này chỉ là chờ Uruguay phải cơn nâng cấp bằng tay trái hay tay phải hay nâng hai tay thôi, chứ làm sao mà có cái cửa nào đánh luôn. Không có hy vọng gì. Đúng rồi, quay đánh được không, nó định đánh được đúng con ván anh em, đúng không vậy? Tới ván 2, cái pha ván 2 bị xui, không công nhận ván 2 xui. Cái pha mà các bạn biết là nó có thể kiểu nó thay đổi một chút xíu là cái pha trên top của đời sai ấy. Cái pha mà thằng owner còn đúng 1.1, pha đó mà đủ đam giết owner là cái ván đấu nó khác rồi. Nhưng mà đúng là kiểu nó đúng, kiểu đúng 1.1 đó. Cảm ơn dấu tên nha. Không, anh thấy cái đó bình thường. Đây, mọi người chỉ nhớ những cái lần làm anh sai thôi. Mọi người có nhớ cái đúng. Anh có thể đúng 9999 lần, anh sai đúng một lần thôi, người ta vẫn chỉ nhớ cái sai. Cuộc đời mà em, mình phải lợi dụng điều đó để mình kiếm content thôi chứ. Hơi sức đâu. Thôi mà dấu tên nha. Nhưng mà phân tích dự đoán đúng quá, nó cũng là một cái lời nguyền anh em. Và như hôm nay đâu, mình cảm thấy là 3 tiếng ngồi của mình ngày hôm nay là phung phí thời gian. Thà là cho mình coi trao cúp trước đi rồi đánh cái 3 game sau match hơn, cho nó đỡ mất thời gian cho anh em hơn. Đã biết trước kết quả, biết trước diễn biến rồi còn ngồi bắt coi 3 ván đấu mà vô thưởng vô phạt. Đúng là thật vô nghĩa mà. Bài recap viết từ hôm qua luôn. Mình kêu mày để tờ mà tụi em viết cho anh một cái bài recap, tụi em có tưởng tượng ra rồi. Rớt nắc đời sai danh 3 ván, viết anh trong cái bài recap. Trận chung kết chưa xong là bên đội ekip gửi cho mình bài recap. Đâu cần coi đâu, thì mình tụi bay coi ít thôi, biết vậy được nhanh nhanh đi, tối anh đọc rồi sáng mai lên clip. Trận đấu chưa xong mà nó gửi mình bài recap rồi. Nút rẻn lắm. Tại vì hôm nay là hết thông báo á, từ một ngày YouTube thì các bạn chỉ nhận được 3 cái thông báo thôi. Chứ mà hả, một ngày mà YouTube cho các bạn nhận 6 cái thông báo là bây giờ không phải các bạn đang coi mình stream nào, các bạn đang nghe bài recap thì quanh xin Weibo rồi. Bây giờ là đang coi rồi đó. Tính thời gian đọc và edit luôn là bây giờ là bạn đang coi. Mà tại vì một ngày YouTube nó chỉ cho 3 cái thông báo thôi cho mình thôi, để ngày mai mình quá. Ngày mai nha. Nội dung pre-season thì ngày mai, tại vì thật ra là mình đã xem rồi và mình đã chuẩn bị sẵn content để thảo luận với anh em rồi. Nhưng mà ngày mai nha. Tại vì mình cũng được coi trước với Riot cách đây mấy ngày, cách đây khoảng chừng 3 ngày thì mình được coi là con tướng mới với lại mấy cái thay đổi nhỏ nhỏ. Còn đi FJK nha. Hơi tiếc chút xíu thôi, tại vì trong trường hợp mà bot Weibo nó khỏe hơn một tí thì mình muốn được xem là đổi kèo qua lại giữa đời sai với lại Z. Có những cái kèo mà không yêu tên. Thì đó, mấy cái mà mình dự đoán đúng có ai nhớ đâu. Đúng không? Đầu năm nay mình kêu là T1 chắc chắn là vô, là không, mình nói là vô 4 trận chung kết rồi, có ít nhất là 2 cúp. Nói như tử ngạc kia. Thì quanh 10 điểm, Weibo được 4 điểm, Jindong được 6 điểm rưỡi. Đang nói vụ gì ta? Zero, anh sẽ chuyển lời của em tới đội ngũ content.
đang tới buổi gì. Tìm đuối quá, 2 triệu thôi, hơi xui. Hôm nay thằng Z đánh tốt á. Thì hôm bữa giống như mình nói các bạn là từ trước đến giờ thằng Z nó chưa bao giờ có một trận chung kết nào đánh tốt hết. Thì đây là trận chung kết đánh tốt, có thể coi là trận chung kết đánh tốt đầu tiên của thằng Z. Thì đó, khi mà đã giải quyết được vấn đề là bây giờ khi mà đã giải quyết được bài toán tâm lý rồi thì mấy này nó khỏe lắm anh em ơi. Khó lắm, bây giờ boss của nó khỏe. Nè các bạn thấy là nó, bởi vì nó khỏe hơn ở nhiều vị trí quá cho nên là nó rất là dễ cấm chọn. Lý do tại sao hôm nay The Sai bị nắc như vậy là tại vì The Sai không thể nào được chọn sau. Lúc nào cũng phải ưu tiên cho cặp boss để cặp boss nó thở được. Thì The Sai cứ phải chọn trước. Mà kèo kỹ năng thì thằng Z nó đã không hề thua kém rồi. Bây giờ cứ coi như là thằng Z không hơn nhiều luôn đi. Coi như kèo cũng ngăn, cố gắng là gọi là chấp gọi là ngang ngang nghe cho nó đỡ xa. Kèo ngang mà các bạn cứ bắt chọn trước thì làm sao mà thở được. Và bây giờ cái đội nào đánh với Siêu Anh cũng vậy thôi. Bây giờ đội nào đánh Siêu Anh cũng vậy là đánh lúc nào cũng phải dòm cặp boss để ban bích. Xong mà dòm cặp boss xong là bắt buộc phải hy sinh cái cánh trên. Cánh trên chọn trước xong rồi nó cao tờ bích, cái bộ tướng của nó bự quá. Cao tờ bích thế là bú thôi. Cho nên là bây giờ hy vọng duy nhất đội là tụi Genji. Nhưng mà vấn đề là Genji đã chắc chắn, mình không có gì cả, mình tin là Genji không giữ được cái đội hình này. Tại vì Genji nó cũng cái chung kết thế giới vừa rồi là cái gọi là giọt nước tràn ly rồi, nó cũng không thể nào giữ đội hình này được nữa. Nghĩa là Genji cũng không giữ đội hình này nữa. Genji phải thay đổi vì nhiều lý do, không chỉ là cái vấn đề là cố gắng tìm kiếm một cái kết quả quốc tế, mà thực ra là cái đội hình này mình nghĩ là nó cũng đắt tiền, có thể là xáo trộn thượng tí đôn trẻ này nọ các thứ, coi là nó có giảm tiền hay không. Mình nghĩ là lương Binet cũng cao. Mà không có tên, mình nghĩ là lương Binet cũng cao cho nên là Genji nó cũng sẽ không muốn giữ thằng Binet quá. Nó sẽ phải thay đổi để tìm cách để coi là có thể nào mà đẩy cái thành tích quốc tế được lên hay không. Chứ LCK thì cũng chẳng, bây giờ cũng nó chẳng ham hố gì nữa. Đó, cho nên bây giờ Genji mà không giữ được cái form này mới là cái form thắng được T1 nha. Không phải là Genji không thắng được T1, mà chính cái form này, năm thằng này của Genji là những thằng mà kiểu như là nó sinh ra để nó nắc T1 vậy đó. Tức là Doran kiểu như là dành thanh xuân sự nghiệp của mình để rèn luyện, để đánh Zed. Rồi Bay với Delay biết làm cách nào mà tự nhiên cứ thắng được Gumayushi với Keria hoài. Vinat Chovy trên cơ Honor với Faker. Đội hình này nó kiểu như nó sinh ra để thắng T1 hay sao á. Nhưng mà bây giờ thì 100% với các bạn là Genji sẽ không còn cái đội hình này trong năm 2024. Thì là hết cản, hết cứu, không cứu được. Thì đó, bây giờ là cái câu chuyện là năm 2024 thì nó có bị thống trị bởi T1 hay không. Chúng ta sẽ biết vào tầm giữa tháng 12 khi mà T1 thông báo là có ký được lại với 5 thằng này không, 3 thằng hay không. T1 vẫn có hợp đồng của Faker với Honor thì cái đó không tính. Bây giờ cuối năm nay là Z, Gumayushi và Keria hết hạn. Gumayushi thì đã xác định là màu cờ sắc áo T1 rồi, cho nên là Gumayushi chắc chắn sẽ ở lại. Thì bây giờ chỉ là câu chuyện, mình nghĩ là câu chuyện là còn chỗ Keria với thằng Z nữa, nó ký tiếp. Anh em không cần phải lo là không có liên minh coi, tại vì hình như mình thấy tụi Red Bull nó có tổ chức. Không, công nhận mang Red Bull vào. Red Bull bỏ tiền ra tổ chức một cái sự kiện mà có T1 đi tham gia, mà không biết là có đánh hay không. Tại vì thường Riot thì sẽ hạn chế những cái giải mà một bên thứ ba tổ chức mà có chơi game. Thì mình không biết là đợt đó, đợt tháng 12 này T1 có đánh hay không. Nhưng mà sẽ có một cái sự kiện mà của Red Bull tổ chức ở bên châu Âu á, thì là có T1 tham gia, không biết là có đánh hay không. Nhớ tên nha. All Star khai tử rồi anh em. All Star đã bỏ rồi mà. All Star nó được thay thế bằng Season Kick Off của năm 2023 là cái lần đầu tiên tổ chức đó, thì cái đó sẽ được tổ chức vào đầu tháng. Chứ nó không có tổ chức All Star nữa, All Star nó bị khai tử rồi. Hồi nãy đúng rồi, đang nói gì? Các bạn tưởng tượng đi. Đội hình này của T1 đánh với nhau 2 năm là các bạn đã được tận hưởng quá nhiều rồi, đúng không? Bạn tưởng tượng một ngày cặp boss hiện tại của T1 ở hai đầu chiến tuyến.
Kira quay về với Dev. Gumayusi đánh vào hỗ trợ rồi mình chưa biết. Lửng không, lửng không, lửng không, lửng không. Long tranh hổ đấu á boss không? Nghe nghe nó lửng không? Đó. Giảm giảm bớt sức mạnh nó xíu là được. Câu chuyện bây giờ kết thúc có hậu rồi. Vậy không, vậy ít coi phim nhiều tập lắm đúng không? Là phim tới một cái đoạn đẹp là nên kết thúc, hiểu không? Để mà nó còn hay. Chúng ta chuyển qua cái mạch truyện khác, có một chút drama, có một chút gọi là plot twist này nọ các thứ. Bây giờ vô địch xong rồi lại đánh hạnh phúc bên nhau suốt đời à? Gu gì nhạc vậy? Mình nhớ là rất là nhiều bạn bây giờ gu các bạn mặn lắm, mà các bạn thích ngược, các bạn thích NTR, các bạn thích rất là nhiều thể loại khác, mà tại sao là bây giờ lại fan Tiêu Anh lại gu nhạc như vậy? Là vì hạnh phúc bên nhau suốt đời thì coi là cái gì? Nó có tí mâu thuẫn một tí chứ, đúng không? Nó phải có một chút xíu drama chứ. Tới đây là end được rồi, end câu chuyện Faker và bốn người đàn em kết thúc tại đây là đẹp rồi nha. Kết thúc tại đây là đẹp rồi, không cố gắng gì, đừng cố gắng, dừng tại đây, chúng ta dừng tại đây, đi tìm những thử thách mới. Cái gì còn cái gì đâu mà thử thách gì đâu, đi tìm những thử thách mới đó, hợp lý hơn không? Không yếu tên nha. Rồi thì chắc là hết qua mùa sau làm. Ủa cái giải đó bây giờ Genji bây giờ đội hình nào đánh ta? 10 ngày nữa làm sao có đội hình mới được? Thú vị đi. Không, nó chưa nói chính thức, nhưng mà tại vì thằng Guma nó đã thể hiện là nó là một người nó thích cái tổ chức này. Tức là nó là nói thẳng là nó trưởng thành từ đây và nó coi đây là cái tổ chức mà nó sẽ gắn bó. Nó muốn trở thành, nó nói là nó muốn trở thành gương mặt tiếp theo của T1 sau Faker. Cho nên là cái tỷ lệ mà thằng Guma chia tay T1 nó rất là thấp, gần như là không có. Cho nên tỷ lệ 99.99% là Guma nó ký tiếp rồi. Thì câu chuyện bây giờ chỉ còn là thằng Kira, thằng Z tỷ lệ ký tiếp cũng cao. Thằng Z nhìn mặt nó kiểu như là cũng gọi là nó trẻ con á, ham vui. Thằng Z chắc chắn chưa nghĩ về tiền đâu. Thằng Z chắc chắn là chưa nghĩ về tiền, mà nhìn mặt thằng Z là kiểu là rồi về mấy anh giám đốc rồi, em ơi hết hợp đồng rồi ký đi em. Mẹ thằng nhỏ mà cũng mắt nhắm mắt mở ký, ok đánh tiếp với các anh vui quá, ok ký. Kiểu như nha. Cho nên là mình nghĩ là khả năng cao là thằng Z là cũng tái ký rồi, chứ cũng cho bây giờ chỉ còn là niềm hy vọng duy nhất của LCK Kira. Em ơi, em hãy ở trong, các bạn có coi đồ vật không, đồ vật Mỹ á, cái này rất là hay nè. Mình nghĩ mà Riot là vẽ được cái kịch bản, Riot LCK vẽ được kịch bản này là thề siêu hay luôn. WWE á, đồ vật Mỹ nó có một cái khái niệm, nó có một khái niệm gọi là tên heel. Tên là quay lưng, heel là cái từ để chỉ những thằng gọi là phe ác, phe xấu ở trong đồ vật. Tên heel tức là gọi là quay lưng á. Đó thì bây giờ mà tự nhiên vẽ được cái mạch truyện là Kira xé hợp đồng, thì anh đặt cái bài hợp đồng này trước mặt Kira lắc đầu xé hợp đồng, quay lưng đi, tên heel, biến thành kẻ phản diện, qua một tổ chức khác để ngăn chặn con đường hoàng kim của Guma Yushi và T1. Nói tới đây là tùm lum ta lả rồi anh em, tùm lum rồi. Kira phải chứng minh rằng tôi là người mạnh nhất, không phải bốn thằng kia. Xong rồi mỗi lần phỏng vấn, Kira mặt mày lạnh lùng nói: các bạn có biết tại sao hồi đó Boss T1 là mạnh nhất thế giới không? Đây, không phải thằng kia. Lại bắn tùm lum nữa, đúng không? Vẽ cho các bạn thêm. Phim có hay không? Phim có hay không? Rõ ràng là hay, cực kỳ hay luôn. Mình vẽ làm sao mà không hay được. Hy vọng duy nhất Kira em ơi, nghe lời anh.
cho anh nợ thêm bữa nữa nha. Phim nó dài nên lười lắm. Nợ 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 nha. Nợ lên vẽ mấy cái kịch bản đẹp đẹp này đó. Và cho mình 30 giây để mình manifesting kịch bản Korea rồi T1 để chống lại T1. Bây giờ phải học theo các bạn fan T1, phải mình muốn cái gì là mình phải nghĩ về điều đó liên tục. Cho mình 30 giây. Hiện thực hóa nó. Rồi. Bây giờ nó không hợp với bây giờ không hợp với Guma Yoshi. Guma Yoshi bây giờ Guma nó đánh bây giờ nó quen kiểu đánh là phải đánh hỗ trợ. Đánh công ngay từ giai đoạn đi đường. Battle không hợp. Battle không có đánh công khi đi đường. Battle chưa bao giờ đánh công khi đi đường hết. Battle nó bỏ AD đi nhanh lắm. Thì đó, nhưng mà bây giờ câu chuyện ở đây là Keria phải nói rằng boss T1 mạnh nhất thế giới là do tôi chứ không phải do Guma. Đó, mình phải chứng minh. Cặp boss xịn là do hỗ trợ, mình phải chứng minh điều đó. Chứng minh bằng cách nào? Chứng minh bằng cách tách ra và thắng nó. Hiểu không? Lời khẳng định đanh thép. Bây giờ Tây con bây giờ đang rất là hạnh phúc. Đang ở trên mây. Lưu phải bắt đầu phải tiêm vô, tiêm nhiễm với đầu nó những cái viễn cảnh hoang mang, phải gây hoang mang, vẽ cảnh xấu, phải dắt, không để cho hạnh phúc quá lâu được. Từ giờ cho tới khi mà có thông báo về hợp đồng mới của các thành viên Tây Banh là mất ăn mất ngủ. Thì đó, thằng Zết, thằng nó chưa có nghĩ về cái gì khác đâu. Nó mới có coi như là nó còn trẻ con, nó chưa nghĩ về tiền, nó chưa nghĩ nữa. Bây giờ nó chỉ thích cái đội hình này, chắc chắn là nó đang thân với đội hình này thì nó muốn ký tiếp. Thì mình nghĩ là thằng Zết là thằng kêu ký tiếp thôi. Tức là người duy nhất mà có khả năng không ký tiếp thì chỉ là còn quyết định của Korea thôi, chứ thằng Zết mình nghĩ cũng ký tiếp rồi. Zết và Guma thì mình nghĩ chắc chắn 99,99% là ký tiếp rồi, tỷ lệ mà không ký nó cũng không có. Thì bây giờ chỉ còn mỗi Korea. Đó. Thấy chưa? Yumi là một tay con, các bạn thấy là đây là cái gì, các bạn biết không? Đây đang gọi là denial, tức là đang chối bỏ. Đang dùng mọi cách để chối bỏ những cái viễn cảnh mà Lu vừa vẽ ra. Chối bỏ là vì sao? Vì sợ hãi. Giấu tên nha. Thua có ai nói gì đâu em. Thua thì mình nín thôi mà. Gáy là chỉ gáy lúc thắng thôi, chứ thua thì mình nín thôi mà. Sao lại hỏi có anh? Chẳng lẽ phỏng vấn đội thua gáy gì nữa. T1 đâu có cần Morgan đâu. T1 là đội duy nhất ở tại LCK hiện tại không cần Morgan. Tất cả các đội còn lại đều cần Morgan, nhưng T1 không cần Morgan. Thôi. Không, cái này nghiêm túc thì Golden Road với đội này không khó. Mình nghĩ là Golden Road đối với lại đội hình, nếu mà T1 giữ nguyên đội hình này thì Golden Road không khó này. Không khó. Nên mình nghĩ là không cần phải hướng tới cái mục tiêu làm gì cả. Mình nghĩ là mình đánh giá không sai đâu. Đội hình này Golden Road không khó. T1 là đội được đánh giá cao hơn của trận chung kết năm ngoái, thì khả năng đánh lại thì nó là đội thắng. Chứ chả cần phải là với phong độ hay tâm lý gì cả. Nó là đội được đánh giá cao hơn, nó là đội mạnh hơn. Tức là cho cái kịch bản nó đánh lại nhiều lần thì chắc chắn T1 sẽ đội thắng nhiều hơn, tại nó là đội mạnh hơn mà. Cái câu chuyện của thắng của DS năm ngoái là một cái câu chuyện mà là nó đột biến về mặt phong độ. Đánh vượt ngưỡng so với cái khả năng của mình thì nó mới dẫn tới cái thắng lợi đó của DS chứ.
cái chuyện mà T1 thắng DS thì nó cũng, nếu đánh lại thì thắng chắc. Mình nghĩ thằng Zed nên chọn con dây. Mình nghĩ tại vì con Aatrox mùa này đánh rất là tốt, nhưng mà con dây nó sẽ gắn liền hình ảnh của nó hơn. Con dây là con mà nó để lại, mình nghĩ là để lại nhiều ấn tượng hơn, và nó hợp với hình ảnh của thằng Zed hơn. Cho nên là mình nghĩ là nếu mà nó khéo thì nó chọn con dây. Con dây cũng là con tướng mà mình nghĩ là nó cũng rất là dễ bán, không khó bán. Con dây là sẽ đem lại nhiều thứ nhất, nhiều tiền nhất. Yone không ngon, mình thích nó, con dây nó để lại nhiều dấu ấn, nghĩ là con dây ngon. Thì anh chọn thì bây giờ chỉ có là tụi nó chọn gần xong hết rồi mà anh em. Là thằng Zed thì nói là mình nghĩ là nó sẽ chọn con dây, thằng Honor thì là Lee Sin rồi đó. Faker thì khả năng cao, tại Faker đánh rất là ít tướng, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể gọi là thu hẹp lại. Mình nghĩ Faker là ba con chị A. Mình không chắc lắm nhưng mà sẽ không phải là Ori và sẽ không phải là Sylas. Ba con là Ahri, Azir và Akali. Thì mình không biết Faker chọn con nào thôi, con nào cũng ngon hết. Con nào bán cũng ngon hết. Nhưng mà con Ahri là con bán ngon nhất. Tại vì con Ahri con dễ chơi. Con Ahri mình thì mình rất là muốn Faker chọn con Azir. Tại vì con Azir là con mà mình nghĩ là nó rất là phù hợp với cái câu chuyện của Faker. Hành trình sự nghiệp của Faker và cái câu chuyện của Azir rất là giống nhau. Thì tại đó, trong cái clip các bạn có thể coi lại cái clip Faker ngày hôm qua thì mình làm, thì mình các bạn thấy được cái sự tương đồng trong cái câu chuyện của Faker và Azir nó rất là nhiều. Thì góc nhìn cá nhân của mình rất là thích Faker lấy con Azir. Nó còn có cái ý này nữa là các bạn phải biết là Faker hồi đó phải dự bị nhường chỗ cho Easy Hun là tại vì đánh Azir kém. Cho nên mình nghĩ là nó cũng là một cái mà Faker bị gọi là chấp niệm trong lòng. Và từ đó trở đi Faker biến con Azir thành con tướng mà Faker đánh nhiều nhất và thành công nhất. Thì nó thể hiện một cái sự, nói sao ta, cái quyết tâm lúc nào cũng phải là số 1 của Faker. Tao thất bại ở chỗ này thì tao phải đứng lên bằng chỗ này. Tao không đánh được con Azir, tao phải dự bị, thì tao phải thành người số 1 với con Azir này. Thì nó, mình cảm thấy là cái câu chuyện đó nó rất là hay. Cho nên là một cái con T1 Azir thì mình thấy nó rất là phù hợp với lại Faker. Nhưng mà bị một cái là con Azir là con tướng rất khó bán skin, tại vì ít người chơi. Con đó nó khó chơi, ít người chơi, hơi khó bán skin. Tức là nhìn về góc độ kinh tế thì nó sẽ không ngon bằng so với lại Akali hay là Ahri. Hai con đó chắc chắn là bán được nhiều hơn. Rồi nói thẳng ra là hai con đó thì các bạn nữ chơi nó cũng không có, Ahri thì được, con Akali cũng hơi khó, mà các bạn fan nữ cũng dễ mua hơn, dễ đem vô chơi hơn so với lại con Azir. Nên nhìn về góc độ mạch truyện, góc độ sự nghiệp này nó các thứ thì con Azir đối với mình là ngon, nhưng mà nếu mà góc độ kinh tế thì con Ahri là con ngon nhất. Mình chắc chắn là con Ahri là mình mua rồi đó, còn con Azir thì hên xui nha. Thì cái đó là quyết định của Faker là người được chọn. Hơn tiếng nha. Với lại con Azir thì nó sẽ có nhiều cái cơ sở để thiết kế hơn là một con Ahri. Như mình đã nói, con Ahri hông gió bay ra cái cúp à. Hông gió ra cái cúp à. Ra cái cúp hay ra cái logo. Vô tên nha. Là không biết hông gió ra là ra cái logo hay ra cái cúp. Nhạc. Ủa sao mình thấy ok mà anh em. Tất nhiên nó không phải là cái opening hay nhất từ trước đến giờ, nhưng mà mình thấy nó, mình xếp nó ở trong top. Mình xếp nó được trong top 3 mà. Top 3, top 4 ta. Ok mà ta. Mọi người có nhận định của mọi người làm sao, chứ mình thấy cái opening ngày hôm nay ok mà. Đẹp. Các bạn bị gì á? Các bạn phải để ý thấy nhiều thứ, tức là nó là kết hợp giữa cái thiết kế sân khấu. Sân khấu không phải đặc biệt lắm, nhưng mà cái phần mà kết hợp giữa hình ảnh, âm thanh, nội dung, tổng quan của một cái lễ khai mạc này rất là ok luôn. Nó không hề dở một chút xíu nào nha. Cái sự kết hợp tất cả mọi yếu tố rất là tròn trịa, rất là ở các gọi là gạch đầu dòng đánh giá là cái nào ở mức cao, mức khá cả. Mình thấy là cái này rất là tốt luôn, chứ chả có nhạc gì cả. Tất nhiên nó không phải là cái hay nhất. Nhưng mà nó cũng không tệ. Mình thấy là nó ở mức khá.
nếu mà nói về live yếu á, đây không phải là cái khai mạc mà live yếu. Cái khai mạc live yếu nhất là đợt nào nào ta? Đợt Against Current hát bài có những cái đợt khai mạc hát live yếu hơn nhiều. Cho nên là ngày hôm nay là mình thấy ở mức khá chứ. Ơi bạn dấu tên nha. Này ok rồi. Tất nhiên là cái nhận xét cá nhân của mọi người thì mình cũng không không có gì gọi là tranh cãi cả. Nhưng mà đối với mình thì mình thấy là cái khai mạc ngày hôm nay ở mức khá. Nếu mà chấm điểm thì mình sẽ cho ở mức được tới 8 không ta? Vẫn được. Nói chung là về mặt cảm xúc này nó các thứ mình vẫn cho được tới 8 điểm được. Tại vì nó kết hợp được cả những cái nguyên một cái đoạn khai mạc thì thật nó cũng hơi dài, nó cũng hơi dài một tí. Nhưng mà mình nghĩ là ở mức 7.5, xung quanh con số 7.5-8 nó vẫn ok. Không hơn 8 được nhưng mà nó ở mức 7.5-8. Thì đang dự kiến kế hoạch là có Linh, có Tùng, có Mai với lại chắc là một hai anh em bình luận viên bên VCS. Thì tại vì nó không còn đủ cái, nó làm sao ta, các đợt 2018, 2019 á, là đó là những thằng nó gần như nó gom được những thằng tốt nhất của nó. Tại là cái sức mạnh của khu vực thì nó cũng có lên có xuống mà anh em. 2018, 2019 nó gọi là đỉnh cao về mặt sức mạnh của các đội châu Âu. Thì giống như cả LPL hay cả LCK đều có những đoạn xuống mà. Đối với LCK thì đoạn 2018, 2019 đó là LCK xuống đó. Khu vực nào nó cũng sẽ có lên có xuống thôi. Thì đơn giản là có lên thì phải có xuống. Vấn đề ở đây là có đủ lực để lên lại hay không, có đủ cái nền tảng vững vàng để lên lại hay không, chứ khu vực nào mà không có lên xuống. Hồi đó người ta cứ kêu là không biết đến bao giờ thì Hàn Quốc mới mất đi cái vị thế thống trị của mình. Thế là đùng một cái Hàn Quốc trắng tay 2 năm liên tục đó. Thì khu vực nó cũng sẽ có lên có xuống thôi. Vấn đề ở đây là cái nền tảng vững hay không để mà mình đi xuống xong mình đi lên lại. Chứ làm sao mà có ai mà thống trị hoài được. Ví dụ như EPL đúng không? Nó không đủ lực. Bố mày dùng tiền, bố mày kéo mấy hàng mạnh về để cố gắng, để thay đổi. Đấy thôi. Thì cũng sẽ có thể là có lúc mà bên phía Hàn Quốc thì phong độ của nó xuống, nó lại không thành công. Đã từng có giai đoạn đó rồi mà. Các bạn dấu tên nha. Phần nào đó đúng. Nhưng mà tại vì mình thấy là cái ở T1 nó không bị lệch nhiều lắm về cái mặt tung hô đợt này á. Mình không biết nữa, mình chỉ cảm thấy là tại vì cái câu chuyện của Kyrie với LeBron á, thì nếu mà bạn nào không biết về bóng rổ thì Kyrie với LeBron là đánh chung với nhau ở Cavalier. Xong sau đó khi mà Cavalier thành công có nhẫn á, thì người ta chỉ nói về LeBron thôi, người ta không nói về Kyrie nhiều lắm. Người ta cứ gọi coi như đây là một cái thành tích của cá nhân LeBron. Thì Kyrie nó cay và nó rời đi để nó muốn chứng minh bản thân. Nhưng mà biện cái là Tiêu Anh này thì mình thấy là cái, tất nhiên cái giá trị của Faker vẫn được đưa lên gần như là cao nhất. Mình nghĩ là cái dù gì thì Faker vẫn là gương mặt đại diện nào có thứ tất cả mọi thứ. Rồi cả sau cái chuyện mà cái đợt mà Faker nghỉ xong rồi bốn thằng kia ngu như con heo nữa, thì là Faker vẫn là coi là đầu tàu thôi. Nhưng mà nó không bị lệch về mặt khen á, gọi là không bị bỏ sót á. Nó không bị bỏ sót á, thằng nào cũng đã được khen rồi, chỉ có thằng Honor là hay bị chửi nhiều nhất thôi. Chứ nó không có, còn lại thì nó không có bị khen sót, nó không bị sót, nó không bị bỏ qua những cái thành công của tụi nó. Nên nó sẽ không có bị cái vấn đề là tao cảm thấy là tao bị thiếu hào quang. Nó không bị thiếu hào quang. Cho nên là nếu mà gọi là cái lý do như Kyrie với LeBron thì nó cũng không tới. Nhưng mà nếu nói đúng theo cái mạch truyện đó là Kyrie muốn chứng minh là tao có thể thành công mà không cần T1, thì vẫn có thể hiểu như vậy được. Tại vì Riot muốn là gọi tên Faker cuối cùng, tức là cái kịch bản không, tại vì vấn đề các bạn biết là cái kịch bản của lễ khai mạc thì nó phải thay đổi mỗi năm chứ anh em, bắt buộc phải thay đổi để cho nó đỡ chán. Chứ nó mới năm nào cũng như năm nào thì là chán. Cái áp lực của Riot nó rất là lớn, anh em phải biết là cái áp lực nó rất là lớn, là nó phải thay đổi để cho các bạn không chán. Chứ nếu mà năm nào khai mạc cũng cùng một kiểu thì năm sau chán lắm. Giống như game vậy thôi, năm nào cũng phải thay đổi mà.
năm nay thay đổi à thôi để cái đó để mai nói, mai chúng ta thảo luận mấy cái thay đổi của game. À con tướng mới đó có lộ skill chưa anh em, leak skill con tướng mới chưa, bộ kỹ năng con tướng mới leak chưa, hay để ngày mai anh em thảo luận, ngày mai đi ha, ngày mai đi rồi luôn hả? Đó này mai thảo luận, mai đi nay nói chuyện trận chung kết này thôi, hết này. Đó thì bây giờ lại tiếp tục câu chuyện phải bơm vào đầu Tecon một sự hoang mang. Mình rất là hy vọng Kedia sẽ ra đi để chứng minh bản thân. Còn gì drama hơn, kịch tính hơn khi mà Kedia quay lưng lại và trở thành kẻ thù số 1 của Vương Triều Đỏ. Kedia đi gia nhập Super Team chống lại Vương Triều Đỏ, ngăn chặn con đường hoàng kim của T1. Còn thấy một năm 2024 mà nó hả, chưa gì là nghe thầy là thấy là lên láng nước rồi, chưa gì là nghe lên là lên láng nước rồi. Cũng có dốc chứ, cũng hôm nay là cũng được mấy anh em gánh một game mà, lại bảo không gánh game một đi. Trong một viễn cảnh khác là nhiều game 1 là gọi là lái ra quần rồi đó. Mấy anh em cũng gánh game 1 để cho anh Faker tới game Akali múa mà. Một đúng bích chọn skin luôn. Tắt tên đi, mình hỏi ủa thằng này mới chơi Ari. Tắt cái tên đi, ủa. Đâu ra mà vô đây mình tự nhiên mới tập chơi Ari vậy ta? Thầy luôn vô luôn nguyên cái combo. Không trúng cái gì. Gặp anh ngoài đời nhìn già sao á. Anh nói thiệt với em, ở tại cái viên bạc ti ngày hôm nay, anh nghĩ là anh có thể đẻ được tầm 1/4 số lượng người rồi đó. Ý là anh nghe nó hơi kỳ nhưng mà ý là cái số tuổi. Mày kêu tao già, tất nhiên tao phải già rồi, tuổi tao gấp đôi tuổi mày luôn rồi, tất nhiên tao phải già rồi. Thấy chưa? Cái donate vừa rồi là dấu hiệu của gì? Dấu hiệu của đang chối bỏ thể thao điện tử. Để mình giải thích cho bạn, thể thao điện tử đã có rất nhiều những cặp thanh mai trúc mã khác đã chia tay nhau qua các đội khác nhau rồi. Chứ mà không phải là Gumayushi, Keria không phải là cái cặp đôi thân nhau duy nhất của Liên minh Huyền Thoại. Rất nhiều cặp thân nhau khác người ta cũng đã chia tay nhau qua các đội khác nhau để tìm thử thách mới hay là tìm thành công mới rồi nha. Cho nên cái chuyện mà thân nhau hay không, nó không có ý nghĩa là sẽ đánh với nhau tới hết sự nghiệp. Nhớ chưa? Đừng chối bỏ nữa. Hãy nhớ vào đầu đi, Keria có thể đi qua đội khác. Nhớ đi. Không bây giờ, ủa cái Super Team của Hanwha Esports vẫn còn đang trống cái hỗ trợ đúng không? Em, Super Team nó đang trống cái hỗ trợ đúng không? Là một tí Viber Keria thì sao? Lê Hèn có thông tin gì chưa? Lê Hèn có thông tin gì về với Viber chưa? Chưa cái chỗ hỗ trợ đó chưa có thông tin. Chưa có thông tin Lê Hèn đâu. Anh coi clip của Guma để ăn mừng vô địch chưa anh mặt cười. Cảm ơn hát nha, để anh coi ngày mai ngày mốt nha. Giấu tên nha. Không, cái câu chuyện về với Dep nghe nó cũng vui mà anh em. Bây giờ Dep cũng có một cúp rồi, Kira cũng có một cúp rồi. Dep kêu thôi em, giờ cú last touch. Dep gọi là nhắn tin, em ơi, giờ em có cúp rồi. Anh bây giờ còn có một mùa năm sau thôi. Ông ấy hàng mình à. Hàng mình làm cái cuối. Để anh đi nghĩa vụ, hàng mình làm cái cuối. Nhắn tí. Hàng mình kiếm đội nào ngon ngon tí. Mà không biết là năm sau có nhiều đội có nhiều tiền không. LCK năm sau không biết là cái xây dựng cái đội hình như thế nào với cái luật công bằng tài chính này. Ngày mai làm gì biết đội hình DK được. Ngày mai là bắt đầu là thương thảo. Bây giờ trong giai đoạn thương thảo này em chưa đâu. Tầm phải sớm nhất mình nghĩ là cuối tháng 11
mới bắt đầu có những cái hợp đồng đầu tiên, mà thường nó sẽ deal tới khoảng chừng giữa, thường là phải tới giữa tháng 12 mới chốt. Mà dấu tên nha, thường thì phải tới giữa tháng, thường tới giữa tháng 12 nó mới chốt nhiều. Đó, bắt đầu không, bắt đầu không, có cái kịch bản rồi, lưu thiết lập cái đường dây kịch bản, bắt đầu anh em bắt đầu vẽ những cái nhánh khác đúng không. Dev Career có vẻ không ăn thua, là một cú ruler Career nghe căng ha. Kết quả chọn skin hả? Nó phải tầm chắc là tháng 12, tháng 1 sẽ có thông báo. Rồi tới tháng 5, tháng 6 MSI thì sẽ có những cái hình ảnh đầu tiên. Tiêu Anh chọn gần xong rồi mà bây giờ chỉ còn chờ Faker thôi. Nó sẽ là Jay, Lee Sin, đợi Faker chốt là Akali hay là Ari, Azir, Jin. Thằng Kyria nó kêu là Lux hoặc là Ba hoặc là Reta Class. Con Lux là con dễ bán nhất trong số 3 con đó. Con Lux cũng là con tướng mà thằng Kyria đánh cũng khá là nhiều. Ở trong răng lẫn trong giải, con Lux nó cũng đánh khá nhiều. Nghĩa có thể nó chọn con Lux. Ủa mà con Lux mùa này nó đánh chưa? Chưa đánh rồi, chưa đánh game nào thì chỉ còn là 3 Reta Class thôi. Như vậy chỉ còn 1 trong 2. Chưa. Ở chung kết thế giới này không có Lux. Nó đánh Reta Class là nhiều nhất, sau đó là tới 3 Tamken, Ash, Alistar, Senna, Rakan. Thì như vậy là chỉ còn Reta Class và 3 thôi. Hai con này đều khó bán. Dở thiệt, không đánh một game Lux nào. Reta với lại 3 đều hai con khó bán. Hai con này thì số lượng người men không cao. Mà khi mà thỉnh thoảng anh em chơi hỗ trợ cũng không ai chọn hai con này. Hai con này hơi khó bán nha. Trinh thì quá ngon, Trinh thì siêu dễ bán. Ai chơi xạ thủ cũng đánh được con Trinh. Trinh nó quá đơn giản, con Trinh cái cách vận hành của nó quá dễ, ai cũng chơi được, nhiều người chơi được. Trinh bán quá ngon. Ngày mai, chuẩn bị ngày mai stream tiếp nha anh em. Nay hết rồi, hết nội dung rồi. Thì chắc là thôi, để tới giai đoạn cuối này thì mình rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ Lu trong suốt giai đoạn chung kết thế giới này. Nhờ vào cái việc được co-stream và sự ủng hộ của các bạn thì mình đã có một tháng, có thể nói là một tháng bằng 3 tháng. Tháng vừa rồi thì số của mình nó bằng 3 tháng gần nhất. Thì rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ Lu trong khoảng thời gian vừa qua. Thời gian sắp tới thì chúng ta thì vẫn gặp lại nhau thôi, nhưng mà chắc là tần suất nó không nhiều như hồi trước. Thế là tuần mình chỉ stream 2-3 buổi gì đó trong tháng 12. Tháng 12. Thì một lần nữa cảm ơn anh em, mọi người đã ủng hộ Lu trong khoảng thời gian vừa qua. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm có cơ hội gặp lại nhau. Ngày mai thì mình vẫn stream bình thường, mai thì chúng ta sẽ ok, mai mình sẽ trả nợ những cái video clip chưa coi. Và chúng ta sẽ nói về những cái thay đổi tiền mùa giải sơ sơ, con tướng mới, thay đổi bản đồ, thay đổi ở khu vực hang Baron. Cảm ơn Kimmy nha.